Hiện tại bây giờ là hơn 7 giờ rồi anh em ạ. Thời tiết thì đợt này nó khá là nắng, thì hôm nay tổ chức là rút quân sớm. Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích bẫy cò trên mọi miền Tổ quốc. Thì ngày hôm nay nhờ anh em cao thủ chia sẻ cho cách cắm keo. Thì hiện tại thì quay qua cho anh em xem cái địa hình bờ. Thì em chọn bờ khá là đẹp, bờ này mọi năm tháng 8 đánh này anh em này, bờ này khá là to. Đối với que thì em dùng que ly 7 để cắm, thì cắm hai hàng như thế này thì chả biết được các cao thủ là đánh ở bờ là cắm như thế nào. Mọi lần thì thường là em cắm ở chuông kia để đánh, em cắm hai hàng để các bác có thể thấy đấy. Nhiều bác xem video bảo cắm chân kiềng nhưng mà không biết được cái thế chân kiềng có hiệu quả không. Còn bờ thì em sẽ đánh ở cái bờ ngã tư như thế này. Đây, một con cò đứng ở ngoài kia nữa các bác kìa. Đây, keo hai hàng như này các bác nhé. Quay thì khả năng là trời nó hơi tối thì các bác không biết có nhìn thấy không. Đấy, đối với bác nào mà có kinh nghiệm mà lâu năm trong nghề đánh cò này thì các bác có thể là chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm là cách đánh cò ở ngoài bờ này như thế nào. Đấy, đánh bờ này thì hôm qua đánh tổng cộng là nhìn thấy tầm khoảng 30 cò đấy, cả cò lon cò già nó ra nhưng mà đánh không có được con nào cả anh em ạ. Đấy, ngày hôm nay thì nhờ anh em chia sẻ dùm nhé, lát nữa cò ra thì quay cho anh em cùng xem. Hiện tại bây giờ là hơn 7 giờ rồi anh em ạ. Thời tiết thì đợt này nó khá là nắng, thì hôm nay tổ chức là rút quân sớm. Đấy, về cái thành quả ngày hôm nay thì được một con cò lon anh em. Đấy, một con cò lon này. Đấy, con cò này thì sáng sớm ra đã theo rồi, tưởng hôm nay được nhiều nhưng mà cò vẫn rất là khôn. Đấy, cũng trong một cái buổi đi đánh cò thì cũng nhờ anh em là chia sẻ hộ cách cắm keo cũng như là bố trí cái trận địa. Đấy, anh em có thể thấy là cò vỉ thì đây, cò vỉ thì bình thường nó sẽ đậu ở dưới đất. Đấy, kéo ở dưới kia căng dây lên là đang quấn dây anh em ạ. Đấy, anh em chia sẻ cho cách đánh nhé. Đấy, để một cái vụ mùa này thì sẽ đánh được nhiều cò hơn cái vụ năm ngoái. Đấy, bởi vì cái đánh ở bờ đây thì em chưa quen lắm. Đối với anh em nào có kinh nghiệm đánh bờ thì cho em hỏi là cách cắm keo như thế này là đã ok chưa này. Để cắm thì em cắm hai hàng như thế này. Que nhựa thì hôm nay sử dụng que nhựa rất là thấp anh em. Đấy, chỉ có 35 phân thôi. Đấy, bởi vì lúa nó chưa tốt anh em. Còn cò ngày hôm nay thì nó ra nó trái theo nhịp, thì nó ra cái khe nó từ chỗ rừng ở kia nó bay sang cái cánh đầu bên này. Nó bay sang khu vực bên đây nó ăn xong rồi lại bay về chứ nó không qua giữa đây mấy. Thì ngày mai là muốn chuyển xuống cái khu vực dưới kia đón cái luồng nó đi. Đấy thì anh em thợ bẫy cò chuyên nghiệp thì xem được cái video này thì chia sẻ kinh nghiệm cho em nhé. Đấy, anh em có thể là đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những cái video rồi chỉ bảo cho em thêm những cái kinh nghiệm về bẫy cò. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở cái buổi đánh cò ngày mai.